Chiều nay ngày 18 tháng 6 năm 2018, phóng sự Hương Sắc Đỗ Sinh về tỉnh Quảng Ngãi. Vâng, tôi có đến thăm vườn cảnh nhà bác Huỳnh Thái Thiện. Huỳnh Thái Thiện ạ. Vâng, Thái Vâng, Thiện. bác Huỳnh Thái Thiện. Không Thì đây là địa chỉ của nhà mình, là nhà vườn là mình thuộc địa chỉ địa phận nào ạ? Thôn Thạch Trụ, xã Đức Lăng, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Vâng, cảm ơn bác. Đây là bác Thiện. Qua cái giao lưu trên điện thoại, trên cái kênh Hương Sắc Đỗ Sinh, tôi được biết bác từ lâu rồi. Tức là khi mà chuẩn bị có cái festival cây cảnh nghệ thuật ở thành phố Huế, chúng tôi cũng có hẹn nhau để vào thăm vườn cảnh nhà bác Thiện. Nhưng lúc đó không đáp ứng được. Ngày hôm nay trong cái chuyến đi Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi, tôi có đến thăm vườn nhà bác. Qua những cái cuốn video này, chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ những cây cảnh nghệ thuật tại vườn nhà bác Thiện. Một không gian cây rất là dày đặc, bởi vì bác đã làm và chơi cây cảnh nhiều năm nay. Trong cái lĩnh vực về cây cảnh nghệ thuật của tỉnh Quảng Ngãi, thì bác có tham gia công tác gì trong các hội của tỉnh, của huyện không? Tôi có tham gia ở câu lạc bộ huyện Vâng, của huyện Mộ Đức. Mộ Đức. Vâng. Bây giờ thì bác có thể giới thiệu với những người đam mê trong cả nước qua cái kênh Hương Sắc Đỗ Sinh, cái tác phẩm nào tiêu biểu nhất trong vườn nhà mình. Với tác phẩm Xanh đầu tiên, chúng ta cùng nghe bác Thiện có những cái tâm sự chia sẻ về tác phẩm Xanh mà tôi giới thiệu với các bạn. Xin mời bác. Đây là cây xanh, Vâng. đây là xanh Quảng Ngãi. Tôi rất thích cây này vì là nó, một là nó cổ cây, hai nữa là nó có được một bộ đế rất đẹp. Nó là dân làng. Qua đôi điều tâm sự của bác Thiện, tôi có suy nghĩ là bác có nói đây là cây xanh, là cây xanh dáng làng, theo cái vóc dáng của tác phẩm. Thế bác có nói là đây là xanh Quảng Ngãi, thì chúng ta cũng cần phải phân biệt là giống xanh Quảng Ngãi có cái điểm gì khác với những cái dòng xanh ở các nơi khác. Thì bác có đúc kết gì được không ạ? Những cái đặc biệt xanh Quảng Ngãi là coi như là sao, là nó lá nó nhỏ, Vâng. thân nó rút đẹp, hai nữa là đế, cái đây là bể đế của nó, đó là sao rễ nó ăn là nhiều cho nên nó có cái bể đế đẹp. Vâng. Bởi vì nói về dòng xanh thì ngoài Bắc có nói đến xanh quê, xanh lá móng, xanh Nam Điền. Ở Ninh Bình thì có xanh Phúc Am. Đến bây giờ Đỗ Sinh về tỉnh Quảng Ngãi, được bác Thiện giới thiệu đây là xanh Quảng Ngãi, thì chúng ta cũng có vẻ nên biết là có cái đặc điểm gì khác so với những cái dòng xanh của các tỉnh mà tôi vừa nêu. Thì bác có nói là lá nhỏ, Dài, dài lá, dăm dài. lá nhỏ nhỏ bản nhưng mà lại dài lá, đúng không? Chúng ta quan sát phần bệ. Tác phẩm Xanh đã được ôm với những cái viên đá thấm thủy, đúng không bác? Rồi đó, thấm thủy. Vâng. Ở trang này thì người ta gọi là Đá san hô đá san hô. Vâng, đấy. Ở Quảng Ngãi thì nó thấm thủy hết. Vâng. Thế và với tác phẩm Xanh này thì bác đã sử dụng trong vườn cảnh nhà bác được bao nhiêu năm rồi? Không phải 15 năm. 15 năm rồi. Bác có làm từ nhỏ không? Từ cái cây xanh lúc còn nhỏ không? Như là cái đây là hồi mình lấy từ vườn người ta về, nó không có phải như vậy, mình 15 năm sửa sang rồi nó mới ra được vậy. Vâng.
Đây là vườn đầu tiên Đỗ Sinh tiếp xúc trong cái địa bàn là tỉnh Quảng Ngãi. Ánh sáng ngược sáng bởi vì buổi chiều nay là nắng rất to. Khi di chuyển từ Quảng Nam vào đến đây là 3 rưỡi chiều. Và đây là bóng dáng tổng thể của tác phẩm xanh mà tôi vừa được bác Thiện chia sẻ với các bạn. Không gian cây rất dày cho nên là cái bóng bông tán cũng sẽ bị lẫn những cái tác phẩm ở bên cạnh. Vâng, đây là cây tiếp theo tôi chia sẻ với các bạn. Cây này tôi thấy lá nó nhỏ bản nhưng mà dài, đuôi lá dài. Một cây xanh dáng làng. Đá ở đây đa phần là các bác dùng đá thấm thủy, chứ không có đá xanh. Vâng, chúng ta đến với cặp xanh mà bác Thiện có đặt tên là Phu Thê. Đây là một cặp xanh mà như bác vừa giới thiệu với tôi là trước bóng cặp xanh Phu Thê này có rất nhiều những anh hùng hảo hán trong làng chơi sinh vật cảnh Việt Nam phía Bắc vào đây để chiêm ngưỡng. Bác có kể cho tôi có Phiến Cá, vâng, anh Phiến Cá, bác Nguyễn Văn Ngọ, Đồng Trúc Thạch Thất. Còn ai nữa ạ? Anh Cường Thóc ở Hải Dương. Vâng, đấy là những người mà bác vừa kể tên, bác còn tôi còn không nhớ hết. Còn một số những cái anh mà nhỏ, tôi nói nguyên văn theo lời của bác Thiện là tôi cũng không nhớ. Nhưng mà nếu mà nói đến anh Cường Thóc, anh Phiến Cá và bác Ngọ Đồng Trúc thì chúng ta đều biết đây là những người nổi tiếng trong làng chơi sinh vật cảnh Việt Nam. Vậy thì ớ gì mà chúng ta không chia sẻ cặp đôi xanh Phu Thê như thế này? Mời các bạn cùng nhau thưởng thức. Rất tiếc là thời tiết ngày hôm nay đến giờ phút này nắng rất lớn. Cho nên là hạn chế về cái phía đối diện để chúng tôi chia sẻ với các bạn. Vì nó ngược sáng. Nhưng bằng mọi biện pháp tôi cũng sẽ cố gắng truyền tải được cái bóng dáng tổng thể cũng như cái nét đẹp về nghệ thuật bonsai ở cái tác phẩm này đến với chúng ta.
chúng đừng có nói vậy, đừng nói vậy, đừng nói vậy, là cái ông đó là ông. Tôi tới nhà ông sao tôi đặt cho ông là không phải là liền mà là đúng liền. Tôi phải nói liền đi. Bây giờ thấy ông liền như lúc đó vậy đó. Chúng ta vừa quan sát xong cái tác phẩm tranh thứ nhất trong cặp tranh mà có tên gọi là Phu Thê của nhà bác Thiện, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi, đến với cây tranh thứ hai trong cái cặp đôi Phu Thê của bác. Đây là những tác phẩm tranh trực mà theo tôi thì là trực liên tri. Vâng, bác đã đưa lên những cái viên đá thấm thủy được kết bệt rễ nhiều năm nay rồi. Và để kết thúc video này, bác Thiện cũng có nói với tôi là chia sẻ với các bạn một cây mà theo ý bác làm cái cây này. Cái bóng của nó giống cái cây gọi là cây mâm xôi con gà của ông Thành Vàng. Tôi cũng có hỏi bác là giống ở điểm nào thì bác nói là tôi làm cái phần trên. Có một cái tay hoành đưa ra theo bóng của cây mâm xôi con gà. Vâng. Tôi sẽ giới thiệu ngay với các bạn cái lý do của bác là giống cây mâm xôi con gà ở cái điểm này. Trước hết phần thân bệ. Và đây, với cái bóng này, có lẽ chính là ở cái hình ảnh này thì bác đã tạo được cái tay hoành đưa ra để bác gọi là giống cái bóng cây mâm xôi con gà. Vâng, năm nay bác đã 67 tuổi.
bác làm những cái nghề làm và chơi sinh vật cảnh đã 30 năm nay trên cái địa bàn huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi. Với những hình ảnh này, Đỗ Sinh xin dừng hình để chúng ta chuyển sang video tiếp theo. Tiếp tục chia sẻ vườn cảnh bác Thiện đến với các bạn đam mê sinh vật cảnh trên cả nước cùng thưởng thức.